vị, do những đặc thù về nhiệm vụ chuyên môn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 5 khu vực được tổ chức bỏ phiếu sớm từ ngày 4 tháng 5 với gần 1.000 cử tri. Cả 5 khu vực đều tập trung tại thành phố Vũng Tàu, gồm sân bay Vũng Tàu, xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn thuộc liên doanh dầu khí Việt Nga Vietso Petro, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển và Hải đoàn 129 Hải quân. Lễ khai mạc điểm bỏ phiếu sớm thuộc tổ bầu cử số 14 sân bay Vũng Tàu diễn ra lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 4 tháng 5. Dự lễ khai mạc có ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Trần Ngọc Thân, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Cùng thời điểm này, tại tổ bầu cử số 15 xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn thuộc liên doanh dầu khí Việt Nga Vietso Petro cũng khai mạc với sự tham dự của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là những điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm nhất cả nước, dành cho cử tri là cán bộ, chuyên gia, người lao động liên doanh Việt Nga Vietso Petro, các nhà thầu phụ làm việc trên công trình biển, không thể có mặt ở địa phương vào ngày bầu cử chung 23 tháng 5. Ngay sau nghi thức khai mạc, các cử tri lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Thì hôm nay là chúng tôi được xí nghiệp tổ chức cho bỏ phiếu trước khi ra làm nhiệm vụ. Thì chúng tôi rất là vinh dự và tự hào để đảm bảo quyền và nghĩa vụ người công dân. Chúng tôi sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đứng vào trong hàng ngũ đại biểu các cấp. Cách đây mấy ngày là cơ quan đã thông báo cho toàn bộ thuyền viên là sau khi về cảng thì làm công tác chuẩn bị, như là chuẩn bị trang phục chỉnh tề và thể hiện được cái quyền công dân, tức là sáng suốt lựa chọn khi mình lựa chọn bầu ra đại biểu của ba cấp Quốc hội và tỉnh và thành phố. Do đặc thù nhiệm vụ chuyên môn phải làm việc theo ca liên tục 30 ngày trên hơn 75 công trình biển, nên trong ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới, 2.154 cư tri là lao động có liên doanh Việt Nga Vietso Petro không thể có mặt nơi cư trú. Nhóm lao động theo ca ra biển sớm nhất ngày 4 tháng 5 và lần lượt những ngày tiếp theo. Vì vậy, công tác chuẩn bị bầu cử sớm được các đơn vị bầu cử thực hiện từ rất sớm, như tổ chức hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên, rà soát và niêm yết danh sách cử tri, trang trí khu vực bỏ phiếu. Cho đảm bảo sản xuất, cho nên hàng ngày quân số tăng, giảm hoặc là có các sự cố bất ngờ thì cái đấy thì chúng tôi hàng ngày đều rà soát và đảm bảo tất cả cử tri đều có là đảm bảo trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình. Đợt bỏ phiếu sớm đầu tiên tại tổ bầu cử số 14 có 178 cử tri và tại tổ bầu cử số 15 có 100 cử tri bỏ phiếu. Liên doanh Việt Nga Vietso Petro cũng cử đại diện tổ bầu cử mang thùng phiếu lưu động đến các công trình biển để người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước ngày 22 tháng 5 năm 2021. Bảy giờ sáng ngày 4 tháng 5, tổ bầu cử số 8 tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 khai mạc. 44 cử tri là cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ trên biển đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026. Và qua lá phiếu thì tôi kỳ vọng là đã chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài và qua đó là gửi gắm cái niềm tin đến các đại biểu trong một cái nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo chỉ đạo rất là chặt chẽ, thành lập các cái ban, các cái tổ, bộ phận để bảo đảm tốt cho cái cuộc bầu cử sớm, hoàn thành đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau khi cử tri hoàn tất phần bỏ phiếu, hòm phiếu được tổ bầu cử số 8 niêm phong và sẽ được mở ra vào ngày bầu cử chung 23 tháng 5 để tiếp tục nhận phiếu bầu của các cử tri ở khu vực bỏ phiếu này. Tại tổ bầu cử số 9 thuộc khu vực bỏ phiếu phường 11 thành phố Vũng Tàu, lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ 30 phút. Bỏ phiếu sớm có 481 cử tri là cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Được thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình, tôi sẽ lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng
và quyền làm chủ của nhân dân. Lựa chọn của chúng tôi là bầu ra những đại biểu này là phải đủ sức, đủ tầm, đủ tài và có khả năng là luôn luôn lắng nghe và cái ý kiến của các cử tri để làm sao là cùng toàn thể quốc hội là đưa ra cái chương trình hành động để làm sao là hợp lòng dân để đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của toàn dân cùng xây dựng đất nước hùng cường. 255 cử tri là cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên 15 nhà giàn JK-1 và các tàu của Hải quân sẽ được bỏ phiếu qua hai thùng phiếu lưu động do Bộ Tư lệnh Vùng đưa đến tận nơi. Dự kiến hai tàu này sẽ về bờ trước ngày 23 tháng 5. 7 giờ 30 phút, tổ bầu cử số 1 tại trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân cũng khai mạc. 245 cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng Hải đoàn 128-129 Hải quân đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trước khi ra biển làm nhiệm vụ. Sau khi tổ chức cho cán bộ chiến sĩ và công nhân viên chức quốc phòng bỏ phiếu sớm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng tổ chức lễ xuất quân hai tàu thực hiện nhiệm vụ bầu cử lưu động trên biển. 177 cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng Hải đoàn 128-129 đang công tác trên biển sẽ bỏ phiếu qua thùng phiếu mà hai tàu mang đến. Thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên biển theo đúng quy định pháp luật, phấn đấu để tất cả cán bộ chiến sĩ đang công tác trên biển đều được thực hiện quyền công dân của mình thông qua lá phiếu được bầu trong điều kiện đặc biệt. Thưa quý vị, đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển đã xuất phát tại cảng lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân nằm trên địa bàn phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu vào sáng nay 4 tháng 5. Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 thuộc vùng 2 Hải quân sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các nhà giàn JK-1 tàu trực trên biển. Dự lễ tiễn đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương. Bầu cử sớm trên biển sẽ có 378 cử tri là cán bộ chiến sĩ đang công tác trên 15 nhà giàn JK-1 trên các tàu của vùng 2 Hải quân, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát Biển. Hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 19 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ chở đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đến từng đơn vị làm nhiệm vụ trên biển để cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Dự kiến, hai tàu này sẽ kết thúc hải trình quay về trước ngày 23 tháng 5. Tại lễ tiễn các tàu làm nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển, lãnh đạo tỉnh, địa phương đã gửi những phần quà, lời động viên cùng lời chúc đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.